Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới sáng thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 của STV. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện phản ánh về bất cập trong việc đăng ký cư trú qua hệ thống trực tuyến. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng đến với Fadin, một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức chúng tôi vừa tổng hợp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022, gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và nghỉ 4 ngày cuối tuần, gồm thứ Bảy và Chủ nhật của tuần trước và sau Tết, tổng cộng là 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lưu ý nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán hoặc nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp. Trong tháng 11 vừa qua, các đơn vị chức năng của tỉnh Sơn La tiếp tục nhận và xử lý trên 190 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Số hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử là 192 hồ sơ, chiếm 100% tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý. Trong tháng, toàn tỉnh đã thành lập mới 44 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 công ty cổ phần, 24 công ty trách nhiệm hữu hạn và 12 đơn vị trực thuộc, tăng 10% so với cùng kỳ. Lũy kế đến hết tháng 11 năm nay có 379 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc, trong đó có 248 doanh nghiệp, 131 đơn vị trực thuộc thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 379,1 tỷ đồng, tăng 20,49% so với cùng kỳ. Vốn bình quân là 11,8 tỷ đồng trên một doanh nghiệp, tăng 71,0% so với cùng kỳ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.060 doanh nghiệp, trong đó có 2.514 doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế. Khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương, nhiều hộ dân doanh nghiệp hợp tác xã ở huyện Mộc Châu đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản chế biến nông sản, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hiện Mộc Châu có 106 tổ chức cá nhân áp dụng công nghệ tưới phun sương nhỏ giọt, sử dụng nhà kính, nhà lưới trong sản xuất. Trong đó, diện tích tưới phun sương nhỏ giọt là 274,7 ha, diện tích nhà lưới nhà kính là 36,35 ha. Trong năm 2021, Mộc Châu cũng đã tổ chức khảo sát 5 vùng ứng dụng công nghệ cao và 3 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đó là vùng chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, vùng sản xuất chè trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu và 2 vùng sản xuất mận hậu trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, xã Tân Lập, xã Mường Sang. 3 doanh nghiệp là công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, tổng công ty chè Việt Nam, công ty cổ phần tại Sơn La, Vinati Mộc Châu và công ty cổ phần Green Farm. Cùng với đó, việc chuyển đổi phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ được Mộc Châu chú trọng triển khai thực hiện, bước đầu đem lại nhiều kết quả khả quan. Toàn huyện có 2.059 tổ chức cá nhân đã thực hiện việc ủ phân hữu cơ tại vườn, 2.926 cơ sở đã sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học trong sản xuất. Huyện cũng đã tổ chức khảo sát được 3 vùng sản xuất trồng trọt, một đơn vị chăn nuôi để định hướng phát triển theo hướng hữu cơ. Xác định chè là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ đã tuyên truyền vận động các gia đình tập trung cải tạo chăm sóc diện tích chè đã trồng, tiến tới sản xuất chế biến chè an toàn, chất lượng cao. Xã cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng, bón phân, làm cỏ và chăm sóc cây chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện toàn xã Tô Múa có trên 480 hectare chè san tuyết, trồng hầu hết trên diện tích đất đồi của 15 bản, trong đó có trên 2.100 gốc chè cổ thụ trồng tại 5 bản, bản Piềng Ngùa, bản Suối Liếm, bản Khảm, bản Lắc Mường và bản Cho Đáy. Để cây chè tiếp tục phát triển là cây chủ lực, xã Tô Múa đang quy hoạch thành từng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy trình sạch an toàn. Phấn đấu đến năm 2025, xã Tô Múa trồng mới 40 hectare chè, nâng sản lượng chè đạt 12.000 tấn mỗi năm, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường công tác tuần tra phát hiện và xử lý các vi phạm về luật bảo vệ và phát triển rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng tổ chức tuần tra rừng, kiểm tra các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến và kinh doanh lâm sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. Tính đến hết tháng 11 năm nay, lực lượng đã kiểm tra phát hiện lập hồ sơ 71 vụ vi phạm, trong đó số vụ phá rừng trái pháp luật là 54 vụ với diện tích thiệt hại là 3,48 hectare rừng và đất lâm nghiệp,
khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật 7 vụ, tịch thu 1,02 mét khối gỗ các loại, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 248 triệu đồng. Trong 2 năm qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi dịch bùng phát, tỉnh đã thành lập các khu điều trị F0 và đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc thiết yếu cho công tác điều trị. Tỉnh Sơn La tập trung toàn lực để điều trị giảm tử vong bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp điều trị như thiết lập khu điều trị F0, có phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, huy động nguồn nhân lực y tế từ tuyến tỉnh, từ các bệnh viện đa khoa các huyện để tăng cường cho các địa phương trọng điểm là Phú Yên. Công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19 được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức điều trị theo mô hình tháp 3 tầng, triển khai các nghiên cứu ứng dụng các phương pháp điều trị mới, kết hợp Đông Tây Y trong điều trị, có phương án chuyển tuyến điều trị kịp thời đối với các bệnh nhân có diễn biến nặng, tổ chức điều trị thí điểm F0 tại nhà. Việc kết hợp đồng bộ hiệu quả các biện pháp trong điều trị người bệnh của tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đã góp phần tránh được nguy cơ tử vong tại tỉnh do dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục với chương trình, mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, theo luật cư trú có hiệu lực thành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc thay đổi quản lý cư trú, thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin được coi là một bước tiến mới mang lại nhiều lợi ích và tiện ích cho người dân, giúp người dân giảm được các thủ tục hành chính, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, đối với địa bàn miền núi biên giới như Sơn La, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, thì việc thay đổi này hiện nay đang còn nhiều bất cập. Ghi nhận tại huyện Mộc Châu. Anh Sông A Su ở bản Suối Thín, xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, hôm nay đến công an xã kê khai thông tin dân cư của gia đình để nhập vào dữ liệu dân cư. Anh đã được cán bộ công an xã hướng dẫn tận tình, chu đáo, được giới thiệu về phần mềm kê khai, đăng ký cư trú qua hệ thống trực tuyến. Nhưng anh vẫn chưa hiểu về cách thức thay đổi thông tin qua hệ thống trực tuyến, vì gia đình khó khăn, không có máy tính, không có điện thoại kết nối mạng. Mình nó sống ở cái vùng sâu, hoặc là cũng cả cái vùng nó chưa được biết đến, mình cũng không biết đến được các cái đấy. Máy này anh chỉ dùng SIM gọi, đôi khi không có mạng internet, hoặc cũng không có mạng, mình không đăng ký được qua mạng này, cũng không biết về cái đấy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành. Công an huyện Mộc Châu cũng triển khai thực hiện việc quản lý cư trú theo phương pháp mới, đó là chuyển từ phương pháp thủ công sang phương pháp quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử thông qua mã định danh cá nhân. Người dân có thể đăng ký thường trú dễ dàng hơn, thời gian cũng rút ngắn xuống không quá 7 ngày. Ngoài ra còn khuyến khích người dân đăng ký cư trú thông qua hệ thống trực tuyến để giảm bớt thời gian đi lại. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện đến nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu, số lượng người dân đăng ký qua hệ thống trực tuyến rất ít. Do cái địa bàn dân cư cũng đông người dân tộc và ở các xã vùng biên, cũng cái nhận thức của cái điều kiện kinh tế nữa, những cái công dân ấy không phải người nào cũng có các thiết bị điện tử để có thể truy cập vào hệ thống đăng ký, giải quyết đăng ký thường trú trên cổng dịch vụ điện tử đó. Nếu mà có smartphone thì người ta cũng chỉ để xem phim thôi đấy, thế chứ còn nếu mà để mà hướng dẫn được người ta truy cập vào thì đúng là một cái vấn đề khó khăn. Những cuộc phối hợp tuyên truyền như thế này được thực hiện thường xuyên, xuống tận bản, đến từng nhà tuyên truyền, theo hình thức vừa vận động tập trung qua họp bản, họp dân, vừa vận động cá biệt, giúp cho người dân hiểu biết về luật cư trú mới, những tiện ích mà họ được hưởng, giúp họ tiếp cận dần với phương pháp mới của thời đại công nghệ thông tin nhằm từng bước khắc phục những khó khăn bất cập nói trên. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an huyện, công an xã đã thực hiện được hàng trăm cuộc tuyên truyền với hàng nghìn lượt người tham gia. Tuy nhiên, để thay đổi tư duy, nếp nghĩ, thói quen, đặc biệt là thay đổi hoàn cảnh để người dân có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại lại là cả một quá trình. Trong thời gian tới để triển khai luật cư trú này có hiệu quả và đi vào cuộc sống ấy, thì chúng tôi cũng giao cho công an các xã thị trấn là tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân trên hệ thống loa tại các bản tiểu khu để nhân dân nắm để thực hiện. Cái thứ hai là tiếp tục bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ nghiệp vụ để phục vụ nhân dân cho nó tốt hơn. Dù có nhiều khó khăn vướng mắc,
nhưng hiện nay cán bộ chiến sĩ công an huyện Mộc Châu cũng như các địa bàn khác của tỉnh Sơn La đang nỗ lực cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để hoàn thành tốt việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cư trú cho công dân, hướng tới một xã hội số hóa phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Và ở Sơn La còn rất nhiều người dân chưa có máy vi tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng. Chính vì vậy, để người dân thực hiện đăng ký cư trú qua hệ thống trực tuyến, cần rất nhiều thời gian để thay đổi điều kiện và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của bà con. Thưa quý vị, nơi trời ghé xuống hôn mặt đất, núi vồng lên ôm ấp mây trời. Đó là câu thơ mô tả về địa danh Pha Đin của Sơn La. Đây là điểm dừng chân lý tưởng thu hút khách du lịch khi đến với Sơn La. Và chúng ta hãy cùng với bạn trẻ Quỳnh Anh trải nghiệm sự thú vị ở Pha Đin nhé. Vượt quãng đường khoảng 400 km xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể di chuyển theo quốc lộ 6 đến cao nguyên Mộc Châu qua thành phố Sơn La và điểm cuối là đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang đứng trước chân đèo Pha Đin. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Pha Đin, nhưng mỗi lần có dịp quay lại, tôi lại cảm thấy mới mẻ như lần đầu tiên vậy. Bởi những cung đường uốn lượn quanh co, vực sâu hun hút cùng với khung cảnh núi non hùng vĩ, hiểm trở nơi đây. Đến Pha Đin vào mùa đông, bạn sẽ thêm yêu khoảng thời gian hiếm hoi khi những tia nắng mặt trời xuyên qua màn sương mù, mang đến cái ấm áp trong những ngày hanh hao, lạnh lẽo. Được đắm mình giữa nắng vàng, ngắm nhìn cảnh sắc hoang sơ của núi rừng, mang đến một cảm giác bình yên thật lạ. Anh ơi, em thấy sản phẩm của mình rất là đẹp ý. Đây là sản phẩm của do gia đình mình làm anh? Đúng rồi, đây là tất cả đồ này là gọi là đồ thổ cẩm nha. Là tất cả là do gia đình mình tự làm hết. Nên là dệt từ vải thổ cẩm còn của dân tộc Mông nha. Em thấy sản phẩm của mình rất là đa dạng ấy, thì là giá của những sản phẩm sẽ như nào anh? Giá là chỉ từ 30k đến 150k thôi nha. Đắt nhất là ba lô này là 150 nha. Tất cả hàng này là cực kỳ bền luôn. Pha Đin hấp dẫn không chỉ ở đường đi, mà ngay cả khi đã đến được đỉnh đèo, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không khí thiên nhiên trong lành nơi đây. Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái Pha Đin, trong đó Pha nghĩa là trời, Đin là đất, hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Ở điểm du lịch của khu du lịch Pha Đin Top này thì du khách đến đây là ăn uống, trải nghiệm ở cái khu vực này, tối đến thì nghỉ thì có những cái homestay, giá cả này nó cũng hợp lý. Đấy, và có nghĩa là tối đến ý, du khách có những cái hoạt động có nghĩa là đốt lửa cắm trại cũng đều có cả. Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành nơi đây, bạn có thể dừng chân đốt lửa trại và tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ hay một cốc trà nóng hổi, tạm quên đi những ồn ào tấp nập để nạp vào cơ thể nguồn năng lượng trong lành, tươi mát của đất trời tự nhiên. Pha Đin là nơi giao thoa giữa trời và đất, cùng cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, đúng là làm con người ta cảm thấy nao lòng và muốn chinh phục. Nếu bạn yêu thích du lịch mạo hiểm và muốn chinh phục những vùng đất mới, vậy thì đừng quên địa danh này nhé. Dạ vâng, có thể thấy rằng là Pha Đin rất có nhiều sức hút phải không ạ? Và mong rằng những dịch vụ du lịch ở đây sẽ còn được phát triển hơn nữa để ngày càng có thêm nhiều du khách đến với địa danh mang ý nghĩa nơi gặp gỡ đất trời ở Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của STV hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả, thành công và vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.